cái nhà Bird Hill này á, ngày xưa là trên mua cho nhân viên trên ở ở mà thuê đó. Trên nói là hai anh chị còn khó khăn thì cứ trên cứ mua vô ở đi, rồi nếu mà muốn mua lại thì trên sẽ tính cái tiền rent á, nó gọi là lease to own mọi người. Đấy, cái nhà này nè, đấy kìa, ở trong cái bức tường này nè có xe màu đen đậu kìa, quay vòng vòng cho mọi người coi. Lô đồ. Rồi xuống đường này cũng cục đường luôn, rồi quẹo lại rồi mới ra cái nhà đó được. Nhà ở đây cũng bình dân lắm mọi người. Lúc mà trên mua cái căn ở đây á là chỉ có 153.000 thôi, mà bây giờ lên tới 200 mấy rồi. 200 mấy mà bà? 204 hả? Ngày xưa mua có 153.000 à, bây giờ lên tới 204 rồi. Cái nhà đầu đường á mọi người, ngay chỗ ngã ba luôn. Right there, cái xe màu đen đậu nè. Đó. Mở gara lên hay là có cái đường bên tay trái kìa. Trinh thích là giống như là nó nằm ngay cái ngoài đường này. Với lại là đi vô là nó cái sân nó rất là rộng, con chơi rồi này kia, nhà nhỏ 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 dễ thương lắm. Dễ thương ha. Community for sale như vậy. Wow. HR phải có mình coi có community for sale. For sale nữa ha. Anh mua cho nhân viên ở đó mọi người, cho nói làm cái lease to own, có nghĩa là khi mà anh chị muốn mua 5 năm sau ví dụ đó, thì trên tính tất cả những cái tiền rent nó đi luôn trong cái purchase price, là cái update purchase price, giống như là giá bán thị trường hiện tại là 200.000 thì trên sẽ trừ hết cái tiền rent mà đã bỏ vô rồi đó, thì trên sẽ trừ lại còn 100 mấy ngàn thôi. Đó là cái cách mà mình giúp người ta đó. Đó thì anh chị sau này cũng không có mua mà dọn đi cái chỗ khác, cái công viên dễ thương chứ. Công viên dễ thương quá mọi người. Oak Bend. Đây là cái community, cái neighborhood, mà cái khu vực mà quản lý cái khu vực nhà này. Công viên dễ thương chứ. Bây giờ mình quằn lại cái số nhà màu hồng nha. Ngon hơn cái nhà bây giờ ha. Đây là cái con đường Fallbrook. Xe cộ nó cũng nhiều nhưng mà không quá nhiều như cái căn nhà mà trên mới mua khi mà ở Việt Nam. Mỗi tháng mà trên nói mình nợ ví dụ như 20 mấy ngàn mỗi tháng vậy, đi ra mình thấy chóng mặt không mọi người? Chóng mặt chứ. Nhưng mà nếu không có bất động sản, nếu mà không có những cái money leverage như thế này, đòn bẩy tài chính á, ở tại nước Mỹ á, thì trên nghĩ trên không có như ngày hôm nay đâu. Thực sự trên không có cổ suý hay là trên không có khích lệ encourage giống như là hãy làm giống như tôi đi. Nhưng mà trên nói cái điều sự thật là nếu không có bất động sản, nếu như mà không có những cái khoản nợ thì trên nghĩ rằng là trên sẽ không có như ngày hôm nay đâu. Tại vì mình làm cái đồng lương mình nó cũng vừa phải, nó không quá lớn mọi người. Khi mình làm lớn thì nó sẽ đòi hỏi cái leverage rất là nhiều. Leverage về teamwork, leverage về knowledge, leverage về money, financial, leverage rất là nhiều thứ. Nhưng mà cái mà mình thấy mình đi đúng đường đó là mình dùng cái bất động sản tại Mỹ, cái chiến lược mà dùng cái số tiền rent là cái số tiền cho thuê để bù trừ qua bên cái tiền mortgage là cái tiền ngân hàng mỗi tháng. Rồi at the end of the day, khi mà thời gian nó qua đủ lâu thì mình sẽ có được cái tài sản có giá trị trên suốt cả một cái quá trình, cái khoảng thời gian mà mình cống hiến rất là dài, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Mình nợ nhiều nhưng mà đường cái là cái khoản tiền thu về mỗi tháng mình, ví dụ 50 ngàn mỗi tháng, 50 trừ cho 25, mình vẫn còn 25 ngàn dư ra. Còn cái mà việc dư ra như thế nào đó và làm sao để dư ra như thế thì nó sẽ là một cái bí quyết mọi người, chứ nó không phải đơn giản là bây giờ mình đi lên trên listing agent rồi tất cả trả commission rồi trả đơn lên rồi cái tiền cho thuê nó không bằng cái tiền kia. Thì cái đó là cái cách mà 95% xã hội đi, còn 5% còn lại họ cũng dùng bất động sản, họ cũng dùng cái chiến lược cho thuê, nhưng cái cash flow họ rất nhiều thì nó phải có một cái bí quyết. Và cái bí quyết đó như thế nào thì trong quyển sách này trên đã chia sẻ rồi. Cái vấn đề là mình có tiền hay là không, thứ hai là mình phải có cái knowledge, cái sự hiểu biết về cái việc mà mình đang làm. Mình phải có hai cái đó, vừa có knowledge và vừa phải có tiền thì mới làm việc được, thì mới dùng tiền đẻ ra tiền được, thì mới sử dụng bất động sản nó có lợi cho mọi người được. Chứ nếu không, mọi người cứ nghe những cái gì mà người ta chia sẻ đại trà hay là trên public nói làm sao là mình làm y vậy, thì những cái con đường mà đi xuôi dòng nước như vậy đó, thường thường nó sẽ không có lời nhiều đâu, hoặc là nó đủ vốn, hoặc là nó không tới đâu cả. Nên mọi người cần phải có hai điểm mà trên nói, tiền là một, nhưng phải có cái knowledge, phải biết mình đang làm
biết thì mình phải biết đủ sâu và đủ rộng ở trong cái lĩnh vực mà mình đang dùng cái đồng tiền của mình để đầu tư. Ừ.